Phần 3. Tập 24. Tôi muốn hỏi hai người. Nếu là bố của hai người, ông ấy từ từ đã. Anh đang muốn cân bằng lại tâm lý từ bất hạnh của người khác sao? Bỏ ngay đi nhé. Không phải nhân phẩm tôi mà tệ vậy sao? Diệp Trăng Trăng, cô nghĩ thế nào? Anh trả lời câu hỏi vừa rồi của David đi đã. Phải, tôi rất hận mấy chuyện bố tôi làm. Nhưng dù sao họ cũng là bố mẹ tôi. Hơn nữa từ nhỏ họ đã nâng niu tôi hết mực. Có lúc tôi thực sự không hận nổi bọn họ. Đối với người nhà, đúng là có nhiều chuyện đều có thể nhắm mắt cho qua. Người thân hơn lẽ phải mà. Nhưng những việc bố anh làm đã chạm tới nguyên tắc đúng sai. Trước nguyên tắc đúng sai chỉ có một lập trường, không có lựa chọn. Thế nào là nguyên tắc đúng sai? Chuyện của bố tôi là nguyên tắc đúng sai sao? Anh thấy không phải sao? Nếu không phải thì sao anh phải suy nghĩ? Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Anh phải làm thế nào là sao? Tôi có thể khuyên mẹ tôi ly hôn hay là để bố tôi ngồi tù? Bố anh vi phạm pháp luật thì nên đi tự thú vào tù. Anh có biết bố anh hại bao nhiêu người phụ nữ không? 9 người. Phụ nữ gặp phải chuyện này, trong lòng sẽ để lại vết thương khó lành suốt đời. Khó lành, anh có hiểu không? Anh không bao giờ hiểu được đâu. Vậy nên hành động của bố anh tất nhiên đã chạm vào nguyên tắc đúng sai. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Hôm nay là David gọi tôi đến. Tôi đến là để nói với anh câu này. Giờ tôi nói xong rồi, tôi đi về đây. Tôi thực sự không chịu nổi bản mặt thằng con của tên cặn bã đó. Đã vậy còn bay ra bộ mặt giằng xé về tên cặn bã đó nữa chứ. Đáng ghét. Trăng Trăng, bố tôi không phải cặn bã. Thôi được rồi, đừng kích động. Trăng Trăng, đừng cảm tính quá. Cảm tính là sao? Câu nào tôi nói không phải sự thật khách quan. Thôi được rồi. Cô nói đúng, nhưng anh ta cũng có cái khó của mình mà. David, trước khi anh vào làm còn được đào tạo nghiêm ngặt, còn thi điều khoản quấy rối tình dục gì đó mới được nhận việc. Vậy mà anh vẫn nghĩ như vậy sao? Thảo nào quấy rối tình dục ở nước mình vẫn chưa thể định tội. Thôi được rồi, tôi hiểu điều cô nói. Nhưng tôi cũng hiểu lòng anh ta. Tôi không có ý gì khác đâu. Đây chính là lập trường quyết định quan điểm. Quan điểm chỉ dẫn hành động đó. Anh ta đã có hết lập trường quan điểm rồi thì còn giằng xé nổi gì. Phải rồi. Lý Kỳ Hành, lẽ nào anh vừa muốn sống dựa vào bố anh lại vừa muốn yêu đương với Lucy? Anh nghĩ Lucy là kiểu phụ nữ có thể chấp nhận loại cặn bã sao? Được rồi, khéo léo một chút được không? Khéo léo cái đầu anh. Tôi chỉ là một người qua đường. Chính anh ta phân giao cho tôi vai trò quyết định tôi sẽ nói gì. Vậy là bây giờ Lucy ghét tôi lắm phải không? Đâu chỉ có mình Lucy. Nếu không thì sao Asher lại đánh anh? Giả lại, tôi cho hai người biết mức độ bao dung của xã hội giới quấy rối tình dục bây giờ ngày càng thấp rồi. Chẳng hạn như tầng 22 chúng tôi đồng loạt ủng hộ Lucy, kể cả những người không mấy thân thiết cũng ủng hộ. Được rồi, qua ăn cơm thôi. Mua những món gì vậy? Diệp Trăng Trăng, thật ra trong nhà tôi, mẹ tôi mới là người tổn thương nhiều nhất. Đúng không? Vì câu nói này của anh, tôi đánh giá cao anh hơn một chút. Nữ giới bây giờ không ít người cho rằng phản đối quấy rối tình dục là chuyện bé xé to. Tôi không biết thái độ mẹ anh thế nào. Nếu thái độ mẹ anh cũng như tôi, vậy thì phải. Nhưng bây giờ ngày càng có nhiều bà vợ cho rằng luôn có con giáp thứ 13 bên ngoài dụ dỗ chồng họ, hơn nữa còn chĩa thẳng mũi giáo vào những cô gái bị hại kia. Vậy họ chỉ có thể tự cầu nguyện thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Xem chất lượng sống nè. Ăn thôi. Trăng Trăng, ăn thôi.
Tôi đến cũng đến rồi, nói cũng nói rồi. Tôi đi đây. Tôi cũng đi đây. Nhưng cô vẫn chưa cho tôi biết, nếu là bố cô, chấp nhận là mình đáng đời, chấp nhận mọi thái độ thù hằn, không yêu cầu đối xử đặc biệt, làm nhiều việc tốt để bù đắp. Còn chuyện gì nữa không? Tôi thực sự rất thích Lucy. Nếu tôi có thể không đội trời chung. Sao vậy? Có tới mức đó không? Vẫn còn xị mặt nữa. Anh không biết tôi ghét loại người như bố Lý Kỳ Hành thế nào đâu. Bây giờ não tôi vẫn đang trong trạng thái căm hận đó. Anh cho tôi xị mặt một chút đi. Được thôi. Thực ra tôi biết Lý Kỳ Hành vô tội, nhưng anh ta đã nhờ tôi lên tiếng, thì tôi sẽ nói thật với anh ta mọi sự căm ghét của mình, cho anh ta hiểu thái độ của chúng tôi. Nhưng điều tôi muốn làm nhất là giúp những người bị hại kia thu thập bằng chứng, tìm luật sư kiện bố anh ta, và cả những kẻ nối giáo cho giặc đó. Thú thực là tôi vẫn khó mà đồng cảm sâu sắc. Nhưng trước nay cô luôn lý trí, tôi nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sao tôi đánh hơi ra mùi của âm mưu vậy? Đúng là có một việc muốn nhờ cô thật. Nói đi. Nhờ cô nghe ngóng bố mẹ cô về tác phong sống của bố tôi. Bố tôi là dân kỹ thuật. Ông ấy không nhiều chuyện đâu, không bao giờ nhiều chuyện. Hơn nữa anh đâu phải Lý Kỳ Hành. Anh đâu phải gà mờ thiếu kinh nghiệm sống như Lý Kỳ Hành. Anh có mà. Anh về nhà xăm soi là biết ngay mà. Tôi quan sát rồi. Tôi quan sát thấy bố mẹ tôi bằng mặt không bằng lòng, nên mới hỏi cô đó. Cô nói bố cô không nhiều chuyện, nhưng họ đã một tay sắp đặt cho chúng ta xem mắt. Tôi tin bố mẹ hai nhà chắc chắn đều phải điều tra rõ về nhà kia. Tôi nói thật với cô nhé, sau chuyến du lịch đảo Sùng Minh, cứ hễ nghĩ đến chuyện bố tôi có thể như vậy là tôi lại mất ăn mất ngủ. Bạn bè mà, giúp đỡ chút đi. Có ai làm khó bạn mình như anh không? Hỏi ngay trước mặt tôi, tối nay luôn. Anh lộ mặt ra một chút đi. Đổi động tác khác đi. Được chưa? Cùng chụp nào. Được rồi. Mẹ à, mẹ còn nhận ra tên này không? Tên David mà bố mẹ từng lừa con xem mắt đó. Bây giờ cũng ra dáng con người lắm rồi. Cũng ưa nhìn đó chứ. Nhưng trông hơi ngố. Họ gọi nè. Bắt máy nhé. Bật loa ngoài. Alo, Trang Trang. Mẹ có chuyện muốn nói với con nè. Trang Trang, là cậu David đó thật sao? Con không nhận nhầm người đó chứ? Đúng anh ấy mà. Không ngờ lại gặp anh ấy lúc chạy bộ. Vậy thái độ của cậu ấy với con thế nào? Dạ tốt. Bọn con còn hẹn nhau hôm nào gặp đó mẹ. Vậy sao? Mẹ à, mẹ nghĩ nếu như con theo đuổi David thì thế nào? Nếu là vì nhan sắc của cháu ngoại mẹ,
thì tất nhiên là đáng. Bà kể với nó chuyện nhà họ Đới đi. Bà kể với nó đi. Tôi đâu có nhiều chuyện như ông. Chuyện gì cũng kể với Trăng Trăng. Trăng Trăng, con cũng đừng cái gì cũng nghe bố con. Thật ra bố mẹ cũng không quá hiểu về gia đình David đâu. Thật ra lớp trẻ các con cũng không cần suy nghĩ phức tạp quá đâu. Nếu con cảm thấy cậu ấy, gia đình David, làm sao mẹ? Trăng Trăng, con nghe bố nói nè. Nhà họ Đới là thế này. Bố mẹ của cậu David đó hồi trước là giám đốc của công ty thương mại nước ngoài. Sau đó đã ra làm riêng, có khách hàng riêng, thành lập công ty gia đình. Rồi sau đó lại xây một nhà máy gia công sản phẩm, vừa sản xuất vừa tiêu thụ. Trước đây thương mại quốc tế là nghề dễ kiếm tiền, nhưng sau dần bị tài chính bất động sản vượt mặt. Trăng Trăng, trông bố mẹ cậu ấy suốt ngày bận rộn vậy thôi, chứ tiền họ kiếm được không nhiều bằng nhà mình đâu, chênh khá nhiều đó. Tất nhiên rồi, mẹ dưỡng phu mà. Gia đình họ có khá ít người, có 3 người thôi. Gia đình họ ở khu biệt thự Tân Thành. Bố mẹ cậu ấy không sống chung đâu, thường xuyên ở ngoài, xuyên đêm không về. Điểm này là mấu chốt, con phải nhớ đó. Vợ chồng họ, cả hai đều có người khác ở bên ngoài, nhưng vẫn ra vẻ đường hoàng lắm. Chỉ qua lại ngầm thôi, cũng không về sống chung. Nhưng chỉ ít người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ là chiến hữu kim vợ chồng, còn là một cặp rất đẹp đôi. Chắc chắn là lời đồng bậy thôi. Được rồi, con còn bận việc, lúc khác nói sau nhé. Chào bố mẹ. Chắc bố cô nói không sai đâu. Xin lỗi nha. Trăng Trăng, cô đang giúp tôi mà. Tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Liệu có khi nào một ngày nào đó cô cũng không muốn gặp tôi, như không muốn gặp Lý Kỳ Hành không? Bố mẹ tôi đã có thể để tôi xem mắt với anh, vậy thì chứng tỏ bố anh và bố Lý Kỳ Hành khác nhau, chí ít không thuộc phạm trù lưu manh. Về phương diện này, tôi vẫn rất yên tâm về mắt nhìn của bố mẹ tôi. Vậy mà cô không nói sớm, làm tôi lo hết cả hồn. Tôi đâu biết đọc vị người khác. Thì tôi tưởng cô bị nhan sắc mê hoặc, chỉ có tôi là ngoại lệ. Điểm này thì có thể. Được rồi, Trăng Trăng, cho một câu dứt khoát đi. Cô thấy bố mẹ tôi thế nào? Tôi nói nguyên nhân cho anh nghe, anh tự phán đoán nhé. Từ sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tuy bố mẹ tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng luôn khát khao ngày mai tôi có luôn bạn trai, ngày kia kết hôn, ngày mốt có bầu. Đến tận hôm nay tôi tốt nghiệp tiến sĩ, hễ là con trai sáng sủa một chút, bố mẹ tôi đều xem như lượm được qua. Nếu họ không còn quan trọng con trai thế nào nữa. Cho nên bố mẹ anh là một cặp thế nào thì khó nói lắm. Cảm ơn cô đã nói thật với tôi. Nhưng có chuyện này tôi muốn góp ý anh một chút. Cô nói đi. Giờ gia đình anh đang như vậy, anh đừng nên có ý định xin thôi việc rồi. Giai đoạn bấp bênh, giữ cho thu nhập ổn định là quan trọng nhất. Rất có lý. Tôi hiểu, cảm ơn cô. Không được nát rượu. Cô là con sâu trong bụng tôi sao? Chuyện gì cũng đoán ra được. Chạy tiếp thôi, đi. Chạy đi.
Con họ Dư kia, con hồ ly tinh này, mày ra đây cho tao. Đừng làm loạn nữa, con Dư hồ ly tinh kia. Mày ra đây cho tao. Ra đây, đừng làm loạn nữa mà. Ra đây cho tao. Cô định làm gì? Quà này là tặng ai? Tặng cho con họ Dư đó phải không? Là tặng cho con hồ ly tinh đó đúng không? Anh nói đi, có phải nó không? Là nó dụ dỗ anh đúng không? Cô nói nhỏ thôi, anh nói đi, có phải không? Cô nói nhỏ thôi mà. Cô giáo Tiểu Dư muốn có một cái, có gì đâu, có thể không cho sao? Thứ này là công ty tôi đại lý, chẳng đáng mấy đồng. Chỉ là cái bao bì đẹp thôi. Đúng là con hồ ly tinh, nhìn cũng lẳng lơ ghê. Mọi người phân xử giúp đi. Nó bảo chồng tôi tặng quà cho nó. Có loại giáo viên như thế này sao? Chuyện gì vậy chứ? Hồ ly tinh. Cô bớt ngậm máu phun người đi. Ngày nào tôi cũng ở đây chờ Tiểu Dư tan làm đưa cô ấy về. Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện lâu với chồng cô. Cả anh nữa. Anh là thằng đàn ông thì giải thích rõ ràng trước mặt mọi người đi. Món đồ này là anh chủ động muốn tặng hay là cô Tiểu Dư đòi anh tặng? Cô Tiểu Dư, chị nói cô ấy thích. Tôi làm gì đó? Anh qua đây. Có giỏi thì qua đây, tôi đánh chết anh. Tôi đánh anh luôn đó. Có gì từ từ nói, động tay động chân cái gì chứ. Con nó còn đang ở đây nè. Có chuyện gì vậy? Tôi kể cô nghe, gặp vợ chồng này, anh kia tỏ vẻ ân cần với cô giáo Tiểu Dư. Bây giờ anh ta biết, đến bắt quả tang. Nè, mọi người phân xử giúp đi. Mọi người nhìn tôi đi. Tôi là người theo đuổi cô Tiểu Dư, cũng không dám nói là bạn trai cô ấy. Cô ấy xin anh quà sao? Tôi muốn tặng còn không tặng được đây nè. Hơn nữa anh không biết mình trông thế nào sao? Cô cũng không nhìn rõ chồng cô trông thế nào hả? Trông như con cóc ghẻ vậy. Còn mơ tưởng ăn thịt thiên Nga. Anh nói ai hả? Nói anh đó. Vợ chồng hai người ở đây ngậm máu phun người. Tôi thì lại đang nghĩ, có người nào đó có ý đồ mà không có gan làm gì đó, bị vợ mình phát hiện muốn tòm tem. Anh quay cái gì? Đừng có quay. Bị vợ phát hiện ra bèn vu oan giá họa cho cô Tiểu Dư. Tôi nói cho hai người biết, xin lỗi cô ấy ngay. Đánh người, bắt nạt người. Hồ ly tinh bắt nạt trẻ con, còn bắt nạt trẻ con nữa. Tôi phải báo cảnh sát. Loại người này về sau thế nào cũng đánh úp tôi. Tôi sợ lắm, tôi phải báo cảnh sát để họ xử lý chuyện này. Đúng, nên báo cảnh sát đi. Mọi người thấy rõ rồi đó, cặp vợ chồng này, kẻ sướng người họa, dù khống người khác, phối hợp thuần thục như thế này chắc chắn không phải lần đầu. Hôm nay cứ gọi cảnh sát, ghi lại tiền án cho họ hưởng cả đời. Tiểu Dư à, đừng báo cảnh sát Tiểu Dư. Có gì từ từ nói, dù gì họ cũng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế, cô quên rồi sao? Chúng tôi là thượng đế. Có ai đối xử với thượng đế như thế này không? Không phải. Cô Dương, mời cô suy nghĩ kỹ lại. Hôm nay có rất nhiều người chứng kiến. Con của loại phụ huynh này nếu còn tiếp tục học ở đây, tôi tin các vị phụ huynh đều không muốn cho con học ở đây nữa. Mọi người thấy đúng không? Đúng vậy đó. Sao cô có thể như vậy? Dù khống không được còn dở trò, còn ăn dại trước mặt trẻ con. Cô không sợ dạy con hư sao? Đúng là vô văn quá. Phải đó, thôi đi. Được lắm. Được. Nguyệt Nguyệt qua đây. Hoàn tiền. Chúng tôi không học nữa. Hoàn tiền. Được rồi, được rồi. Tôi hoàn tiền cho hai người, có được không? Nè, theo tôi vào văn phòng, chúng tôi hoàn tiền, được không? Nè, con yêu à. Khoan đã. Chúng ta đều là phụ nữ. Sau này con gái cô rồi cũng lớn, cũng sẽ thành một cô gái xinh đẹp. Dù không có hậu quả thế nào, cô không biết sao? Cô có lương tâm không? Cô xứng là mẹ của con bé hay không? Phải đó, rõ là vô lương tâm mà. Khó coi quá, cô có còn liêm sĩ hay không vậy? Rõ không ra gì. Trăng Trăng, có thể cậu David này nhân phẩm khá tốt, nhưng kết hôn thì không phải chuyện riêng của hai đứa, mà là chuyện của hai gia đình. Bố mẹ của David phức tạp thế này. Mẹ nghĩ gia đình phức tạp như vậy, chúng ta đừng nên thử sức thì hơn. Bố con đồng ý sắp xếp hai đứa xem mắt, là nể mặt bạn cũ thôi. Còn nữa, ông ấy cảm thấy con cũng rất kén chọn, có thể cũng không ưng David. Đây là ông ấy mất bò mới lo làm chuồng đó. Con xem, David vừa có gia thế lại đẹp trai, vậy sau này càng phiền phức lớn. Người nhòm ngó nhiều lắm, con quản nổi không? Kết hôn khác với yêu đương lắm. Chúng ta vẫn nên tìm một người thật thà, yên ổn sống qua ngày thì hơn.
Lại làm sao? Mau đưa số điện thoại mẹ mày cho tao. Nếu mày còn không đưa, tao sẽ tới Thượng Hải tìm mày. Mày làm con gái, mày nhẫn tâm nhìn bố mẹ vợ chồng chia ly hay sao? Bây giờ bố già rồi. Tục ngữ có câu, vợ chồng thuở trẻ, già làm bạn. Không còn bạn, bố sẽ bị bệnh, sẽ chết sớm. Nếu mày thật sự có hiếu thì nói mẹ mày về mau. Nếu không, nói bà ấy gửi 5.000 tệ cho bố cũng được. Ông là ai? Mày nói chuyện kiểu gì đó? Tao là bố mày đó. Mày là con gái do tao sinh ra. Mày nói chuyện với bố như vậy, mày có còn là con người hay không hả? Chẳng phải nói tôi mất dạy sao? Ông không phải người, tôi có thể là người sao? Hối hận sao chứ gì? Nếu hối hận thì tự tát mình đi. Ông biết mà, điểm yếu lớn nhất của tôi là mẹ. Giờ mẹ không ở bên cạnh ông nữa, ông đừng tới chọc tôi. Giờ tôi không còn gì phải kiêng dè. Giới tính của ông, sau này ông già rồi thì tự mình chịu khổ đi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Với bản lĩnh nói khóc là khóc ngay được của cô, cho dù tôi không có mặt, cô cũng không chịu thiệt. Được, vậy tôi không cảm ơn anh nữa. Hay là anh cảm ơn tôi đi. Chắc anh cũng chán ngắt rồi. Coi như hôm nay tôi cho anh một lý do ra tay phát tiết. Đúng, nếu vậy tôi nợ cô một ân tình lớn rồi. Bỏ đi. Xe tôi đổ cách đây một cây, chúng ta qua đó rồi tôi đưa cô về. Hôm nay tôi thật sự không yên tâm để cô đi đêm về một mình đâu. Nhanh vậy đã trả ơn tôi rồi sao? Trả trước một chút, tương lai trả dần dần. Đi thôi. Thái đời thiệt tốt, chỗ nào cũng thấy quân tử. Bên này. Mẹ à, muộn vậy rồi còn vẫn chưa ngủ sao? Cuối cùng con cũng lên tiếng rồi. Bố mẹ sốt ruột lắm rồi đó. Giờ nãy có phải con ở cùng David hay không? Sao con không nói gì? Có phải con nói hết những gì mẹ nói với con cho David rồi hay không? Trúng pháp. Chuyện này không được. Không được đâu. Bố yên tâm đi. David thích tự do, không rảnh tìm người kết hôn đâu. Nó dùng lý do này từ chối con sao? Nhà họ đó là cái thái gì chứ? Bố à, bố hiểu lầm rồi. Con cũng không thích anh ấy. Quan hệ của con và David nói thân không thân. Không thân cũng vì con lo con thân thiết với anh ấy quá, sẽ thành ra mập mờ. Nhưng nói thật, quan hệ của bọn con cũng hợp cả, hợp gu nhiều khoản. Con rất trân trọng tình bạn này. Vì vậy, nếu thật sự vì bố mẹ David có vấn đề về hôn nhân mà nói con mặc kệ David thì không được đâu nhé. Trăng Trăng, con không hiểu. Con là đứa thẳng tính, có một nói một. Nhưng David thì không. Nó là dân kinh doanh. Nó có ý gì con hiểu không? Nó bây giờ là đang muốn gián tiếp nói là không ưng con. Bố à, con đâu phải trẻ con nữa. Trăng Trăng, chuyện này con nhất định phải nghe bố. Không thể để David lại gần con. Cậu ta lòng dạ không tốt. Thật ra bố mẹ cũng không cần lo nhiều như vậy đâu. Con cũng không rảnh yêu đương, kết hôn đâu. Con bận đến nỗi sau khi về nước mới đi ăn nhà hàng có 2 lần. Nếu không tính tiền cơ sở vật chất và tiền đi lại, một tháng con còn chưa tiêu hết 2.000. Đâu có rảnh tán tỉnh người khác. Đến thời gian đi phòng tập con cũng không có. Quên nói với bố mẹ, hôm nay giáo sư Đào kết thúc kỳ thử việc của con sớm, chính thức để con làm độc lập. Con phải vất vả làm việc lắm mới được giáo sư Đào công nhận. Vì vậy ngày mai, ngày kia, con còn một đống việc đợi con đây nè. Con làm gì có thời gian, con bận lắm. Phải rồi, bây giờ con phải đi ngủ đây. Mai con còn phải xin phép mua thuốc thử. Con chỉ ngủ được 6 tiếng thôi, tạm biệt. Trăng Trăng, ông xem, lại cướp rồi. Tôi thì mong cho Trăng Trăng lấy được David. Chỉ cần Trăng Trăng ưng ý khuôn mặt của David, vẫn còn hơn là nó cứ suốt ngày kêu bận tìm cớ không kết hôn. Trăng Trăng bận thiệt mà. Đâu phải tìm cớ. Bận bận bận. Có bận thế nào nó cũng bao nhiêu rồi.
Tới lúc đó nó chỉ có thể lấy người từng kết hôn, không biết chừng còn phải lấy người có con rồi đó. Vậy tôi thấy nó lấy David vẫn tốt hơn. Nhà David chỉ bố mẹ cậu ấy có vấn đề. Nhưng Trăng Trăng ở Thượng Hải, bố mẹ David ở bên này, khuất mắt trông coi. Được rồi, ngủ đi đã. Cũng đừng sốt ruột nữa. Sốt ruột cũng vô ích thôi. Cái gì mà vô ích? Đáng ra nên vội giả dục nó từ hồi đại học kìa. Kết quả anh xem, kéo dài đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Con gái là phiền phức. Một khi bỏ lỡ cái tuổi để sinh con thì khó mang thai lắm đó. Bà nói xem, đứa trẻ sinh ra trong gia đình loạn như vậy, nhan sắc cũng được, cách ăn mặc khiến con gái yêu thích, sở thích cũng rất đá tính. Chàng trai như vậy có phải rất nhiều bạn gái hay không? Đương nhiên rồi. Chắc mỗi đàn ông các ông háo sắc sao? Tôi thấy không hợp nhau cũng không sao. Ông nói xem, lỡ không dùng mấy biện pháp gì đó, nếu nhiễm bệnh gì thì sao? Đời sống riêng tư phức tạp, khả năng cũng cao lắm. Phức tạp đến mức nhiễm bệnh, khả năng cũng cao lắm. Không nhìn ra nhân duyên của cô tốt như vậy đó. Đương nhiên, tôi là nhân tài. Học sinh muốn vào lớp tôi rất nhiều. Người này không được, người khác lập tức nối đuôi. Nhưng mà lạ thiệt đó, cô cũng không phải trụ cột của đoàn múa nào. Sao lại nổi tới vậy? Vì tôi tự học thành tài đó. Trước đây gặm hết một cuốn giải phẫu vận động bản tiếng Anh, bây giờ bắt đầu gặm sinh lý học vận động, còn gặm đủ loại sách y học. Phụ huynh ở Thượng Hải am hiểu lắm, vì vậy kỹ thuật là đòn quyết định. Chẳng trách những phụ huynh đó tan lớp còn chưa chịu đi, dây lấy cô hỏi này hỏi kia. Đúng, để động tác của các bé đạt tiêu chuẩn, cơ thể không bị tổn thương, còn phải khiến các bé tinh thần phấn chấn, giữ thể hình, đến dinh dưỡng học cũng phải đi kèm. Uổng phí tài năng quá. Anh La, hôm nay anh giúp tôi nhận ân tình của anh. Có vài câu khó nói lên lời lắm. Hay là anh cho tôi số WeChat, tôi gửi tin nhắn cho anh. Tính từ chối tôi sao? Thật ra mẹ Dodo nói với tôi rồi, cô cũng nhiều lần ngầm ám chỉ rồi. Tôi tự hỏi, trước mặt cô trừ tuổi tác ra thì tôi toàn là ưu điểm mà. Nhưng nếu cô thực sự không muốn tiếp tục tiến xa hơn với tôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tôi rất thích được gặp cô. Nếu cô cũng đang độc thân, đừng ngại ra ngoài ăn cơm, uống trà với tôi. Tôi là người khá thú vị đó. Không, vì điều kiện kinh tế của hai ta quá chênh lệch. Anh theo tôi đi ăn quán vỉa hè, anh nhìn thấy dung tục. Tôi theo anh vào những nơi xa hoa, tôi nhìn thấy ngả ngớn. Quan trọng là chúng ta đang yên đang lành, bám lấy nhau làm gì? Ai thiếu ai cũng có thể sống rất vui vẻ mà. Sao phải để ý ánh mắt của người khác? Được thôi, vậy tôi nói kiểu khác. Cứ đi theo anh ăn chơi, tiêu quá nhiều tiền của anh, lương tâm tôi cũng thấy thẹn lắm. Hơn nữa, ăn bám người ta, sau này nói tôi hùng hổ có lý, nói trước mặt anh. Linh hồn của chúng ta trước Thượng Đế là bình đẳng. Tôi đâu có mặt dài như vậy, sống không tự do chút nào. Nể tình, tôi mới phân rạch ròi với anh đó. Tôi thấy cô coi trọng bề ngoài quá. Coi trọng bề ngoài cũng được, tôi cũng không muốn đắc đạo. Mẹ gửi tin nhắn đến. Trăng Trăng, với mấy tên kinh nghiệm phong phú còn đang trẻ tuổi mãi chơi, khi hẹn hò phải chú ý mấy biện pháp an toàn. Một mặt là để cho mình yên tâm, tự cảnh báo mình rằng với người ta, con không phải duy nhất, cũng không phải cuối cùng. Mặt khác là để tốt cho sức khỏe của mình. Biện pháp tránh thai, tránh các bệnh truyền nhiễm là rất cần thiết đó. Đặc biệt giờ y học chỉ có thể đảm bảo việc sống chung với lũ cho bệnh nhân của một số bệnh truyền nhiễm, cho nên bắt buộc phải tìm hiểu kỹ trước mấy cái này đó. Nhớ kỹ nha con. Bố già của con nói nè, chiêu của bố dùng về quá rồi đó.
còn giả danh mẹ gửi tin nhắn cho con. Phải làm sao đây? Ông đó phải gửi tiền qua cho nó, cổ vũ nó trở thành người dẫn đầu dự án chuyên môn, bảo dùng tiền chúng ta cho vào thí nghiệm. Vậy thì nó làm gì còn thời gian ra ngoài đú đỡn nữa. Nó sẽ dùng hết sức lực vào công việc. Như vậy không hay cho lắm. Chúng ta đâu phải chưa từng làm vậy đâu. Chuyển một vài ba lần khác gì nhau? Trăng Trăng lấy được tiền chuyển nhượng bản quyền rồi phải không? Tiền bản quyền thì lấy được rồi, nhưng nó tiêu hết rồi. Không phải chúng ta còn vui vẻ thưởng nó gấp đôi tiền bản quyền hay sao chứ? Tiền thưởng này ít nhiều cũng đáng. Thành tích đó phụ huynh nhà khác ngóng dài cổ cũng không ngóng được. Hơn nữa đây là bản quyền quốc tế, là phí bản quyền được công nhận là phải thưởng chứ. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta gửi tiền cho nó, một cổ hai trồng, tóm lại sẽ có hiệu quả. Được chứ, ngủ đi, ngủ thôi. Bố mẹ, yên tâm đi. Con phải nhắc nhở bố mẹ, đừng thấy con gửi ảnh trai cho bố mẹ liền nghĩ đó là chồng sắp cưới của con. Con gái của bố mẹ không phải không gả đi được, mà là không muốn kết hôn. Sự khác biệt này rất là quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng đó. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Chào buổi sáng cô. Chào cháu. Cô mua cả phần cho cháu, ăn cùng đi. Cô khách sáng quá. Bữa sáng nhất định phải ăn, ăn đi cho nắng. Cảm ơn cô. Cô à, nếu cô nấu cơm thì trong ngăn đá tủ lạnh có cá, có thịt, cô cứ tự nhiên lấy mà nấu. Còn đồ dùng trong nhà bếp là lúc mẹ cháu tới chuẩn bị cho cháu. Giờ mẹ cháu không ở đây nữa, cháu cũng không có thời gian dùng. Cô cứ coi như giúp cháu, đừng để đồ trong tủ hỏng. Cảm ơn Tiểu Dư. Cô à, cháu về phòng đây. Mau lên, mau lên.
Mau đi rửa mặt ăn sáng thôi. Được, con biết rồi. Tạm biệt cô. Tạm biệt. Con ra rồi đây. Nè, bữa sáng nhất định phải ăn. Uống chút sữa bò, bổ sung dinh dưỡng. Dạ. Bánh bao súp và bánh bao nếp, toàn đồ ăn con thích thôi. Mẹ thấy bạn cùng nhà con đều là những người tốt. Giờ nãy Tiểu Dư còn nói mẹ dùng đồ của con bé nấu cơm. Con nhất định phải giữ quan hệ tốt với họ đó. Cô ta là tiểu ác bá đó. Sao vậy? Con bé bắt nạt con sao? Trước đây con và người nhà họ hàng có qua lại với nhau hay không? Con nhiều chuyện quá rồi đó. Con còn chẳng hiểu nhà người ta. Nhưng Tiểu Dư cũng ghê gớm thiệt. Con có đắc tội với hàng xóm khác không? Trước đây đắc tội với Trăng Trăng, nhưng chị ấy cũng không chấp. Sau đó chị Chu cũng bị con liên lụy. Chị ấy cũng không nói gì. Chị ấy ra ngoài tránh một thời gian, chắc cũng hết giận thôi. Con như vậy sẽ bị người khác coi thường. Con nói xem, sau này mỗi khi mọi người có chuyện hơi quan trọng, sẽ không gọi con nữa. Công việc cũng vậy, ai dám giao việc quan trọng cho người dễ gây chuyện như con chứ. Nhưng trước đây con làm những việc không phải giao tiếp với người khác, đều làm rất tốt, đâu gặp vấn đề gì. Làm việc càng lâu càng phải chú trọng cách sống. Ứng xử đi đâu cũng là điều bắt buộc phải học. Có thể con không thích ở cùng người khác, chỉ thích sống yên tĩnh một mình, nhưng con cũng phải biết ứng xử. Con đâu thể trốn tránh mãi được. Bố à, sao lại cho con 200.000 vậy? Trăng Trăng, số tiền bố vừa gửi cho con là để chúc mừng con sớm hoàn thành kỳ thử việc. Bố mẹ chẳng nói tiếng nào đã đập tiền, không sợ nuôi con thành đứa hư đốn sao? Tiến sĩ Diệp, đúng lúc quá, tôi có chuyện cần tìm cô. Chuyện gì vậy? Ngoài cô ra, kinh phí của những người khác cũng mới phê duyệt. Mọi người chuẩn bị tích lũy thuốc thử. Là thế này, vì cô mới về chưa hiểu rõ quy trình. Có những loại rất dễ mua, nhưng có loại khó mua lắm. Có những loại thậm chí còn phải đặt trước, xếp hàng. Cho nên, dự trữ thuốc thử cũng có quy tắc. Cũng có nghĩa là tôi phải làm rõ những loại nào có hạn sử dụng dài hơn, sau đó làm một bản danh sách thu mua. Tôi cũng khuyên cô, có những loại thuốc thử tăng giá rất mạnh. Tôi nghĩ tiền của cô để không cũng không làm gì, chi bằng cô tích trữ mấy loại hay tăng giá, hoặc là đặt mua mấy loại có hạn sử dụng dài hơn thì hơn. Cảm ơn tiến sĩ Chu nhắc nhở. Không có gì, cô mau lên nhé. Tới phòng 503 hỏi đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Chào cô giáo nhỏ. Hai đứa nghe tiến sĩ Du nhắc chưa? Dạ rồi. Cô giáo nhỏ, có người tặng chị kìa. Cô giáo nhỏ, tối qua chị sắp xếp lại hết đồ đạc rồi phải không? Đúng vậy, tôi dọn sạch tủ rồi. Đợi mua được thuốc thử mới rồi, chúng ta có thể để vào đó. Hai người cũng làm quen vị trí vật phẩm đi nhé. Thầy nhỏ tương lai sao? Đúng vậy. Xấu quá. Em qua 503 một chút tìm Đồng Hương. Đợi đã, cậu mang theo danh sách đề xuất tối qua. Hỏi từng cái. Thẩm mỹ của David cũng được đó chứ. Cô giáo nhỏ, đây là hoa đế dương đó. Hôm nay trời nắng đẹp, nhìn cái gì cũng vừa mắt.
cục cưng của tôi. Tôi nhận được quà rồi, tôi thích lắm. Nhưng hôm nay anh hơi lạ, tự nhiên tặng quà cho anh em. Mau dành chút thời gian mở rộng quan hệ. Anh nên cải thiện cuộc sống về đêm cho phong phú đi. Nếu không lợn nái cũng bị anh làm bất ngờ đó. Thời gian và tinh lực của con người có hạn đó. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Tống Lịch nhận được nhuận bút đợt đầu rồi chứ? Cô thương lượng với cô ấy xem đợt hai hợp tác thế nào. Cô ấy không muốn gặp tôi. Hợp đồng là cô ký đó. Giờ nay chiều mai giao phương án cho tôi, biết chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.